Có bao giờ các bạn đang cảm thấy rất là lạnh, đang cảm thấy cô đơn hoặc thiếu tự tin, thì tự nhiên ai đó ôm mình, hoặc là người yêu, hoặc người chồng, hoặc người vợ, hoặc mẹ mình, hoặc mình được ôm ai đó, hay là mình ôm con mình, mình ôm bạn bè, mình ôm người yêu của mình, mình ôm người mình yêu thương, mình ôm người bạn thật thân của mình thật lâu. Và sau khi đó thì tự nhiên bạn cảm thấy lòng của bạn ấm trở lại, bạn cảm thấy có tự tin trở lại, bạn cảm thấy có sức mạnh và không cô độc nữa. Bao nhiêu bạn có cảm giác đó, các bạn viết dưới comment này ạ. Yeah, đó là sự thật. Đó là sự thật của cái tác dụng, cái sự mầu nhiệm của cái ôm. Và ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn một số bằng chứng khoa học của cái tác dụng tuyệt vời của cái ôm, để chúng ta ôm nhau nhiều hơn nữa. Tôi biết là văn hóa Việt Nam của chúng ta không có ôm nhau nhiều lắm đâu, không phải như văn hóa Tây Âu. Chúng ta rất là một cái gì đó rất là đặc biệt thì hoặc là thân lắm mình mới ôm. Nhưng mà cái văn hóa mà ôm chặt, ôm sâu với một cái chân tình là một cái văn hóa rất là tuyệt vời. Vì sao? Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn. Thứ nhất, các bạn biết không, chỉ cần 10 giây thôi, bạn ôm ai đó chặt 10 giây hoặc ai đó ôm mình 10 giây thì sẽ giảm đi các bệnh, giảm đi cái sự trầm cảm buồn phiền và cái sự mệt mỏi trong con người của mình. Cho nên nhiều khi một người mẹ nuôi con, nuôi em bé rất là mệt mỏi, thí dụ như vậy, nhưng bạn ôm con chặt vào lòng thì bạn sẽ có lại được sức mạnh, bạn sẽ có lại qua được cái sự mệt mỏi đó là như vậy. Bởi vì khi mà mình ôm ai đó, ai ôm mình, cái va chạm của nhau giữa chúng ta với nhau như vậy, chúng ta ôm nhau, chạm nhau thì được toát ra, não được kích và toát ra một cái lượng oxytocin, là một cái hormone truyền dẫn thần kinh. Nó làm cho chúng ta hạnh phúc, hưng phấn, ấm áp và yêu thương. Và đó là lý do tại sao bạn cảm thấy vượt qua được cái cơn mệt mỏi đó. Và theo nghiên cứu, 20 giây ôm nhau, ôm thật chặt thì sẽ giảm được stress, hạ huyết áp và có thể giúp các bạn đảm bảo được các bạn có trái tim rất là khỏe. Đó là lý do vì sao một số người khi mà bị bệnh thì khi mà họ cô đơn, cô độc, họ không được ôm ấp, chăm sóc người gia đình thì họ bệnh nặng hơn và họ không có qua khỏi. Trong khi một người mà được yêu thương, được con cháu, được gia đình, được những người chung quanh đến nắm tay, nắm chân, sờ tay, sờ chân, rồi ôm mình, thăm viếng mình, ấp yêu mình, thì bạn sẽ có khả năng bạn vượt qua cái bệnh, bạn có sức khỏe nhanh hơn là người không được những cái yêu thương ôm ấp như vậy. Và đó là những bằng chứng khoa học. Và cái sự ôm yêu thương nhau nó làm chúng ta tăng kháng thể, giảm đi cái lượng cortisol. Cortisol, khi mà chúng ta có cortisol nhiều trong người các bạn sẽ cảm thấy rất là căng thẳng, nó bốc căng lên. Càng cortisol càng nhiều thì bạn càng căng, bạn càng thẳng và có thể là rất là stress. Nhưng mà khi mà mình ôm ai đó, ai ôm mình thì các bạn sẽ được giảm cái lượng đó xuống. Và nhiều khi mình đang có một cái nỗi đau, nó chữa luôn nỗi đau đó. Cho nên ai mà ít có thói quen ôm người khác ở đây cô Lan, các bạn đừng có hiểu lầm là mình đi bia ôm hay là những cái gì bậy bạ. Ở đây cô Lan nói là một cái ôm thật sự, một cái ôm tình yêu, con cháu, gia đình, người yêu của mình, một cái tình ôm thật sự đó các bạn. Thì các bạn nên tập cái thói quen đó, nó rất là tuyệt vời cho tinh thần và sức khỏe. Ok, và các bạn biết không, nếu như mà một đứa bé từ nhỏ mới sinh ra cho đến khi bắt đầu lớn tuổi, thì khi mà nó được nâng niu, ôm ấp, yêu thương thì bé, cái tăng trọng của bé tốt hơn nè, và cái sự phát triển của bé mạnh mẽ hơn là một đứa bé. Thí dụ người ta có nghiên cứu những bé mà nằm trong viện mồ côi thì các bé đông quá, để lăn lóc ở đó đâu có bao nhiêu. Thí dụ như một ma sơ hay một người nào đó làm thiện nguyện, họ tới họ chăm sóc rất nhiều bé, làm sao mà họ có thời gian trao tặng những cái tình yêu thương ôm ấp cho từng bé, không các bạn? Thì thường những cái bé lớn lên
trong những cái nơi gọi là trẻ mồ côi. Các bé dễ bị bệnh hơn, các bé tăng trọng thấp hơn, các bé phát triển khác và tâm sinh lý cũng khác. Vì thiếu cái oxytocin yêu thương, thiếu cái sự ôm ấp về yêu thương đó, rất quan trọng các bạn ạ. Về cuộc sống, về chuyên nghiệp, chúng ta sẽ thấy cái ôm chân thành giữa đồng đội với nhau, cái ôm sâu sắc, ô bạn thật tuyệt vời, bạn đã làm điều đó xuất sắc, bạn can đảm quá, mình ngưỡng mộ bạn, bạn tôi muốn ôm bạn, vân vân và vân vân. Cái ôm đó xây dựng lòng tin với nhau, xây dựng cái sự cho người ta cảm thấy an toàn hơn. Thí dụ mình một người đó, người ta đang nghi ngờ mình, người ta cảm thấy có một gì đó chưa an, thì cái ôm của mình tạo cho người ta, thì mình truyền dẫn oxytocin cho người khác, thì người ta sẽ có cảm giác an toàn hơn rất là nhiều. Và ít nhất cũng là cái bắt tay. Cái bắt tay cũng ok, nó không bằng cái ôm, tại vì cái bắt tay là va chạm với nhau thì nó cũng truyền dẫn oxytocin. Nhưng mà cái ôm nữa làm cho người ta tin mình và an toàn hơn. Đó, và bắt đầu của một cái sự giao tiếp cởi mở và chân thành. Mà lúc đầu người ta sợ, người ta ngại. Cho nên các bạn hãy tập một cái thói quen tự nhiên là mình gặp một người lạ đầu tiên mình bắt tay. Và nếu như sau mình xây dựng một cái điều gì đó cảm thấy thoải mái, comfortable với nhau, mình có thể tôi muốn ôm bạn một cái. Thí dụ như vậy, một cách rất là tự nhiên, rất là tốt trong giao tiếp. Và khi mà chúng ta va chạm nhau như vậy, yêu thương như vậy, trân trọng như vậy, thì cái lượng oxytocin nó được tăng lên, làm cho người ta cái cảm giác cô đơn, cô độc, lạnh lẽo và hờn giận nó được tụt xuống và nó được balance bởi cái hormone oxytocin. Cho nên đây là một cái lời khuyên rất là tuyệt vời cho các bạn ở đây. Thí dụ như chẳng hạn các anh ở đây hay các bạn ở đây, người yêu của mình hay vợ của mình đang rất là giận mình, đúng không? Bạn đang làm lỗi gì đó giận mình, bạn không cần nói nhiều, bạn không cần phải cãi cây cãi cối, bạn chỉ chạy tới bạn ôm người đó thật chặt, bạn nói rằng là cho anh xin lỗi, anh yêu em rất nhiều, và ôm thật chặt đâu đó ít nhất từ 10 tới 20 giây. Các bạn sẽ thấy người phụ nữ đó dù đang giận mấy cũng sẽ buông vũ khí xuống và tan dịu và tan chảy trong cái tình yêu thương và tha thứ cho bạn. Các bạn hãy thử xem. Ok, rất là quan trọng. Đó là những cái chứng minh về khoa học, về hormone trên não đó các bạn. Và một cái điều quan trọng khác khi mà giáo dục con cái trong gia đình, chúng ta nghĩ rằng là chúng ta lạnh lùng, chúng ta giống như nhà binh, chúng ta lúc nào cũng la hét con cái và giữ khoảng cách xa để nó sợ mình, để nó nên người, để nó đừng có hư. Các bạn đã sai. Lúc nào chúng ta nên cương, lúc nào chúng ta nên nhu. Trong gia đình, cái tình yêu thương, cái tình cảm mà chúng ta ôm con của mình dù nó rất là lớn rồi, các bạn biết không, tôi cảm động lắm. Cách đây 2 ngày thôi, Joshua cao lớn rồi, Joshua chắc là 1m87, 88, cao lớn, và con đã 17, gần 18 tuổi. Và các bạn biết cách đây 2 ngày, Joshua đến, Joshua nói với mẹ, Joshua nói mẹ ơi, mẹ cho con ôm mẹ một cái thiệt chặt được không? Cái cô Lan nói sao vậy? Tự nhiên cái mẹ đang bận mà con muốn ôm hả? Thật sự muốn ôm. Tự nhiên bạn nhào tới bạn ôm mình thiệt chặt, bạn hung mình, bạn hung đầu, tại bạn cao lắm, bạn tròn, bạn hung đầu mình ôm thiệt chặt, làm rất là xúc động. Và mà mẹ tới làm mẹ Lan mới hỏi chứ, Joshua sao này, Joshua thương mẹ nhiều quá, ôm mẹ chặt cứng vậy. Joshua mới nói chứ, mẹ con chỉ muốn nói là con không có ôm mẹ đủ, con không có nói cái lời cảm ơn cho mẹ đủ, cho nên hôm nay con muốn làm cái này để con muốn biểu lộ cái tình yêu thương với mẹ như vậy. Và đó là một cái nếp trong gia đình các bạn, cái sự mà tự nhiên chúng ta tỏ với nhau tình yêu thương, cái đó rất là tốt, tốt cho Joshua, tốt cho mẹ Lan luôn, tốt cho cái người ôm mình và tốt cho cái người được ôm, cả hai đều được lợi hết. Và các bạn đừng có tạo một cái rào cản đó đối với người yêu thương của mình. Mà khi mà cho sở hư là cô Lan cũng kỷ luật ghê gớm lắm, chứ không phải là đơn giản là mềm yếu. Khi nào mình mềm, khi nào mình cứng, cái đó là nghệ thuật trong cuộc sống. Khi các bạn làm như vậy,
các bạn ôm con, thí dụ như Joshua với Levi làm một việc, cô nàng sẽ nói là ồ mẹ ôm con, mẹ thương con quá, mẹ rất là hãnh diện vì con và ôm thiệt chặt, và hai em cũng ôm cô thiệt là chặt. Và cái đó giúp cho con càng thêm tự tin, giúp cho người khác thêm tự tin, lòng tự trọng và hân hoan và hạnh phúc. Và điều đó rất là tốt cho người lớn thì giúp cho người khác hân hoan hạnh phúc, cho một trẻ thì giúp cho các em tăng trưởng và tạo cái sự tự tin trong cuộc sống. Cho nên các bạn nhớ là hãy rất là phóng khoáng với cái sự cái ôm của mình, những cái lời ngọt ngào đó. Và như tôi đã nói, giảm luôn đau nhức nè, giảm luôn những cái lo âu. Cho nên đây là một cái mà tôi muốn kêu gọi các bạn là hãy yêu thương, hãy trao tặng, hãy ôm nhau thật lâu và hãy ôm nhau thật sâu. Chúc các bạn thật là nhiều hạnh phúc, nhiều yêu thương trong cuộc sống. Xin chào các bạn. Bye! Believe, begin, become. Hãy tin, hãy bắt đầu và bạn sẽ trở thành.